Hello các bác nhá. Hôm nay sẽ dẫn các bác đi xử lý một cái thuê bao mà nó bị mất quang. Thuê bao này cách nhà khách hàng hơn 600 m. Video thì chúng ta chỉ review những cái thuê bao mà nó xa thôi, còn những cái thuê bao mà gần thì nó không bỏ để quay video các bác. Bản mấy cái thuê bao gần thì nó xử lý nó nhanh, cho nên là cũng không cần phải quay video làm gì cả, nó mất được 15-20 phút thôi. Còn những cái thuê bao xa như này thì mới cần để review cho bác xem. Công cụ để chúng ta xử lý một cái thuê bao thì cần những cái đồ gì? Quan trọng nhất là các bác phải có bút soi nha. Nếu các bác không có máy đo quang, không có đo điểm đứt thì các bác phải có, quan trọng nhất là cái bút soi quang. Bút soi quang để các bác cắm vào để khi mà chúng ta sẽ nhìn cái đường đi của nó, xong có gì thì chúng ta sẽ cắt dây xuống. Thứ nhất là bút soi quang này. Đó là dao cắt quang, kìm cắt, kìm chuốt sợi quang. Đấy. Thứ ba đó là cái độ đầu để nối thì chúng ta có thể sử dụng máy hàn diệp quang hoặc là đầu phát connect hai đầu để có thể nối lại cái dây thuê bao. Tiếp theo chúng ta phải cầm thêm cái một đoạn dây cáp đi nữa, để trong những cái trường hợp mà chúng ta cần thiết phải thay thế lại thì chúng ta thay lại. Đây là những cái thứ mà quan trọng khi mà đi xử lý một cái thuê bao mất tín hiệu quang. Thì đợt trước cũng đã nối lại hai lần. Đợt trước là có một đoạn dây nó bị sét đánh, là mình phải nối hai cái khoảng cột. Đây là cái tủ cáp này. Tự nhiên có cái dây thòng thòng ở đây này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn ở ngoài cái tủ cáp này trước này. Có một cái dây mà nó bị, ui giời, kiến này nó vào đấy các bác. Đây, sợi này. Đây các bác. Bị buộc ngay đây. Ô tô người ta buộc lên hay sao? Đây nó cái dây này. Thank you.
không biết cái thang này có đến không. Thang này không tới nhộng. Người ta buộc ở đây. Để mà trèo lên cái thang như thế thì chúng ta phải dùng phương án khác các bạn. Mình không thể trèo lên như thế được. Trèo lên như thế nó cái thang là nó rất dễ bị tụt. Đây mình sẽ lấy một cái đoạn dây thuê bao. Trinh nguyên phơi phới tương lai xây một không trèo được các bác. Là có một nhà ở tít ở trong này, họ đã dùng cái dây trước rồi nhưng mà họ đã bỏ rồi, họ bỏ, họ không sử dụng dịch vụ nữa và chúng ta sẽ sử dụng cái dây đấy để nối vào. Nối một cái điểm ở gần gần đây. Tìm xem. Úi giời, dây nó rụng xuống hết đầy dưới này. Úi giời, à đây, rụng hết ở đây. Thank you.
Đây các bạn. Ở đây em sẽ sử dụng cái dây của nhà đối diện bên này. Tức là họ đang ngưng sử dụng dịch vụ rồi. Đây là cái điểm hàn của cái nhà nó đang bị mất tín hiệu đây. Và chúng ta sẽ nối vào cái đây. Đầu tiên thì các bác phải kiểm tra xem cái dây này nó có đúng không nhá. Dây nhà này phải không nó không nhỉ? Đây các bác này, đây là cái dây của nhà khách hàng nó đang mất tín hiệu này. Và đây là cái dây nó đã bỏ. Dây bỏ. Thì bây giờ chúng ta bẻ cái sợi này đi đã. Chúng ta gập lại để xem. Xong sẽ check cái tín hiệu xem có nhà nào mất hay không. Tránh trường hợp chúng ta cắt nhầm dây của nhà khác. Đây các bạn này, các bác bẻ gập nó sang đây. Làm đúng rồi, không có nhà nào các bạn. Ok, chúng ta sẽ cắt dây này xuống. Nghe như kiểu dây này nó cũng bị. Sụt mẹ lưng các bạn. Địt mẹ kinh quá. Bị trượt thang. Không đỡ được.
các bạn này, trượt con mẹ thang ở đây. Điện thoại lại tự gọi. Sụt hết con mẹ lưng luôn. Đau quá. Ở đây em sẽ bấm mất vào đây để kiểm tra xem nó có tín hiệu không các bạn. Không có thì vứt luôn. Vứt thì mình sẽ dùng cái dây này để ra ngoài đầu kia để kiểm tra lại. Như làm nhầm rồi sao các bạn. Dưới này cũng có tín hiệu. Đau hết người các bạn. Làm một phát đau hết người. Vẫn chưa tìm được cái điểm đứt các bạn. Không biết nó đứt ở đâu. Nếu không được thì là phải chờ anh em để nó chờ anh em xong mang cái dây cái máy đo. Máy đo quang lên. Máy đo điểm đứt để đo thôi. Đơn giản cái gì đâu. Thuê bao nó rất là xa này. Từ đây về nhà cách khoảng tầm 300 mét nữa. Đây là đi qua nhà vườn nhà người ta. Bình thường nếu mà chủ nhà ở đây không có thì lại vác thang và trèo vào nữa. Không thấy có dấu hiệu gì. Buồn thế nhỉ.
ở đây không thấy có dấu hiệu gì cây nhỉ, không biết ở đâu. Chắc chỗ này phải dùng máy đo để đo đâu các bạn, không chơi đâu. Thôi, để chiều làm, đau hết người. Cút thôi, chìm cút thôi. Hẹn các bác ở video tiếp theo nhé. Đấy các bác nhá, loanh quanh cũng mất tiếng đồng hồ rồi. Hơn tiếng đồng hồ rồi. Chạy đi chạy lại tìm, bây giờ vẫn chưa tìm thấy điểm đứt ở đâu. Cho nên là các bác cũng đừng ham hố kéo những cái thuê bao xa này nhá. Nếu mà kéo mấy thuê bao xa này thì các bác phải lưu ý là các bác phải có máy đo, máy đo điểm đứt thì chúng ta mới dễ sử dụng, dễ làm. Nếu không có thì thôi, mấy trăm mét cũng bỏ. Chờ tí, tí nó về nghiệm thu rau gì đâu. Ờ đây các bạn, em thử xoay bút từ ngoài tụ cáp về đây xem, xem nó có cái tín hiệu gì không ạ. Chả có cái mẹ gì. Đây, kiểm tra ở cái động khu này nữa. Không có gì các bạn, đứt thật, quyết luôn. Ây da, đau quá, cay thật đấy.
cái dây này nó bị trùng xuống dưới này các bạn. Đây này, đây này. Thế là mình không tìm thấy cái điểm đứt ở đâu. Bởi vì cái tìm bằng mắt thường này nó phải nó đứt lìa thì mình mới dễ nhìn. Nhưng mà mình sẽ phải căn nha các bác nhé. Mình xoay bút từ cái tủ cáp về cái điểm của cái mang sông bên kia. Tức là nó không sáng, tức là nó không thông tín hiệu quang. Và mình đổi lại cái sợi dây của nhà khách hàng bên kia là nó có tín hiệu lại rồi. Ở đây có mấy cái sợi bỏ các bạn. Tí nữa những cái dây nào mà mình không còn sử dụng thì mình sẽ cắt nó đi các bạn. Không để. Đọc sự cố trước đó. Cô ạ. Alo Nguyễn à. Vâng. Ừ, bạn được rồi nhá. Cô cảm ơn nhá. Vâng. Ừ, rồi cảm ơn cháu. Bị ngã xuống thang mà bây giờ nghe vẻ đau hết trong người các bạn, căng thật đấy. Đây sẽ buộc lại mấy cái dây ở điểm này đi đã, treo lên đi, dây nào không dùng thì mình cắt luôn.
để xem chúng ta khắc phục sự cố này trong mấy tiếng các bác nhé. Lúc gọi cho chú là từ lúc mấy giờ đây? Đội 2 này. Chín giờ bốn mươi chín, mười giờ bốn mươi chín, mười một giờ hai mươi lăm, 1 tiếng 25 phút. Sau 1 tiếng 25 phút thì em đã đi xử lý xong cái thuê bao mà nó mất quang. Thuê bao này thì đây, qua này vừa nay em vừa phải chặt hết mấy cái cành, cái cây nó đi lên dây điện này này. Đấy. Sử dụng lại cái dây của nhà khách hàng bên kia và đấu lại cho đây. Cái dây cũ của nhà khách hàng đây này. Đây này, em cắt bớt đi rồi. Dây này nó bị dây leo. Đây, dây leo nó đè xuống các bạn. Dây leo này thì nó rất hay bị cái cáp này, nó hay bị cái dây leo này nó đè xuống, mà cứ đè xuống là càng lúc nó càng trùng xuống mãi cái dưới cái này này, dưới cái mặt đất này, là dưới mặt đất này. Đây, đống dây đấy. Thì kết luận của cái video này thì 1 tiếng 25 phút chúng ta đã xử lý xong cái dây thuê bao mà nó đứt, mà không, mà máy đo là chạy bằng cơm và phải lần từng đoạn cáp một. Các bạn nhá. Cái kinh nghiệm mà lần dây thì mình sẽ đi từ tủ hộp cáp đến nhà khách hàng, xem những cái nơi nào, những cái vị trí nào dây dựa nó bị trùng hoặc là nó có tác động của con người. Ví dụ như xây nhà, xây cửa, có xe người ta chặt cây, chặt kiếc gì. Ở đây thì cái dây lúc nãy là nó bị đứt ngầm các bạn. Dây đấy nó bị đứt ngầm. Mình xoay bút từ tủ hộp cáp về cái điểm của mang sông đầu tiên thì cái bút xoay quang là nó không thông lên đấy, và mình kết luận là nó bị đứt ngầm. Mình lấy cái dây của nhà khách hàng đã hủy rồi, mình chuyển sang và đã sử dụng được dịch vụ đấy. Còn nếu mà ở trên cái đường dây mà không có cái dây sẵn thì anh em kéo lại cái đường dây mới là xong, mình nối vào cái điểm mà cái mang sông kia là xong. Hoa đệ này đẹp thế các bạn, đẹp chưa? Đây, thì nếu mà xử lý cắp quang thì quan trọng nhất là cái thằng này, bút xoay quang. Tiếp theo đây là cái dao cắt các bạn, cái dao cắt quang. Tiếp theo quan trọng không kém là một cái kìm ly cô ta hôm trước bị mất rồi, nhưng mà kìm này 35 hay là 65 nghìn gì đấy, cắt vẫn còn ngon lắm các bạn, vẫn ok hết. Đấy, cái kìm các bạn nhá, kìm, nhưng mà kìm phải mỏ nhọn thì mình mới tách được cái dây ra, tách được cái sợi thủy tinh. Đây là kìm chuốt quang. Đấy, chỉ cần có những cái thứ như này là các bác có thể xử lý được cái đường dây thuê bao của nhà mình. Còn cái việc đi lần dây thì nó cũng phải làm lâu năm rồi thì mình mới có kinh nghiệm, nó dễ. Còn nếu mà các bác nào có điều kiện hơn thì các bác mua cái máy đo điểm đứt ấy, một phát là xong ngay, chả phải tội gì. Là 1 tiếng rưỡi như này.
đây em thì thi thoảng có một số cái thuê bao nó sai như này thôi, chứ bình thường nếu mà em biết trước là nó xa thì em mượn máy đo của anh em là đến là đo một cái là xong, chả phải đi lần dây cả. Video xin tạm dừng tại đây các bác nhá, hẹn các bác ở video tiếp theo.